Hello hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương Bền. Chào mừng mọi người tới với video ngày hôm nay. Thì nếu mà bạn tập trên kênh của mình đều đặn, bạn sẽ thấy là mình đã đổi background, mình đã thay đổi cái chỗ ở, tại vì mình vừa dọn nhà từ Sài Gòn đi Hội An và mình quyết định ở lại Hội An một thời gian để làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, một tổ chức phi lợi nhuận. Thì cái tổ chức bên mình có cái trụ sở Hội An và tụi mình đào tạo nghề ngành nhà hàng, khách sạn, ngành dịch vụ cho các bạn thanh thiếu niên từ 17 tuổi tới 22 tuổi, những bạn mà mồ côi, sống ở trẻ trẻ mồ côi, những bạn mà không có điều kiện tới trường, những bạn mà nhà nghèo, sống ở các khu vực vùng núi, vùng xa, hoặc là những bạn bị nạn buôn bán ảnh hưởng, những bạn nói chung là những bạn có điều kiện thiệt thòi hơn cho những người khác. Thì cái chương trình này của mình đào tạo miễn phí và mình đang ở Hội An để làm việc cho chương trình này. Thì đó là lý do mà mình rặn bóng trên YouTube chắc là cỡ 3 tháng vừa rồi. Bây giờ mình quay lại rồi, nếu mọi người đi ngang Hội An thì ghé thăm mình nha. Và đây là cái nhà mới mà mình thuê ở Hội An, thì là background mới, là cái không gian phòng tập mới của mình. Bất cứ chỗ nào mà mình ở, mình cũng phải tạo được một cái khu nào đó mà nó inspire, nó tạo cảm hứng cho mình tập yoga, tập thể dục được đều đặn. Thì đấy là không gian mới, nhà mới của mình. Nào mình bắt đầu bài tập ngày hôm nay nha. Hôm nay sẽ là một cái bài power. Tại vì lâu quá rồi, có thể là mọi người không có tập đều đặn, hoặc là mới ăn Tết xong thì có thể sẽ hơi, cơ thể sẽ hơi nhẹo và có thể sẽ hơi mập lên một chút. Thì mình sẽ tập một bài power hôm nay nha. Và nhớ là những bạn nào mà mới tập hoặc là những bạn nào có vấn đề về cuộc sống thì không nên tập bài này nha. Và tập những cái bài hatha dài hoặc là những bài vinyasa đơn giản phía trước thôi. Còn bài này sẽ dùng lực của cơ bụng, cơ vai, cẳng tay và kể cả phần lưng trên nữa, động tác mở lưng phía sau nữa. Cho nên nó rất là đòi hỏi cái kỹ thuật tốt hơn và đòi hỏi cái sức mạnh tốt hơn một chút nha. Mọi người sẵn sàng chưa? Mình bắt đầu bài tập Power Yoga của ngày hôm nay thôi. Nào như thường lệ, hãy ngồi lên giữa thảm của mình. Bạn hãy trải cái thảm ngang như là cách mà mình đang trải vậy nè. Thì cái lúc mà bạn liếc liếc của cái màn hình á, nhìn nó sẽ dễ tập hơn nha. Đừng trải dọc, thì nó khó nhìn hơn á. Bạn nhìn thẳng, có một số động tác ngang thì khó quan sát nha. Nào bạn có thể gác chân lên đùi, có thể ngồi hoa sen. Mình thì ngồi thoải mái như vậy thôi. Hai tay bạn đặt lên gối, cánh tay mở ra. Nào mình hít thở vài nhịp trước khi mình bắt đầu. Bả vai mình mở ra sau. Nào nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhắm mắt và giữ yên tĩnh một chút. Nào mình bắt đầu bằng vài hơi thở đi qua mũi của mình. Hít vào bằng mũi dài và thở ra bằng mũi thật dài. Sau đó mình để ý là cái lồng ngực mình có thể hơi nhộn, hơi nhoài về phía trước. Mình đẩy nó ra sau một chút xíu. Cái lưng dưới của mình có thể hơi bị ưỡn. Mình hãy còng cái, hít cái bụng dưới vào trong để đẩy cái lưng dưới của mình ra sau. Cho tới khi mà mình ngồi vào vị trí thoải mái. Nào hãy giữ mọi thứ xung quanh mình yên tĩnh lại một chút. Hãy giữ cái tâm trí mình tĩnh lặng lại. Và hãy tăng cái sự tập trung lên hơi thở của mình. Bạn bắt đầu thấy sự liên kết của phần hông xuống mặt thảm yoga. Bạn bắt đầu thấy hơi thở của mình có thể là bắt đầu dài hơn và sâu hơn. Hãy giữ mọi thứ tĩnh lặng như vậy một chút.
một vài nhịp nữa thôi. Và bạn vẫn giữ mắt mình nhắm như vậy, mình chỉ cần lắng nghe thôi nha. Nào mình nhẹ nhàng nghiêng tai của mình về vai bên phải, nghiêng chậm qua tới lúc mình thấy cái lườn cổ bên trái của mình hơi căng căng là được. Sau đó hít vào, mình nâng nhẹ lên, di chuyển cái cổ thôi nha bạn, toàn bộ thân hãy giữ lại. Nào đổi qua bên kia, nào nghiêng tai về bên trái. Rồi mình nâng nhẹ lên. Và hít vào, mình chĩa cằm của mình lên trời. Phần cổ phía trước của mình sẽ hơi căng lên. Thở ra mình kéo cằm xuống lồng ngực và thấy là các đốt sống phía sau cổ của mình căng ra. Sau đó mình quay về vị trí trung tâm và mình dùng cằm của mình như một cái bút chì á, mình vẽ thành vòng tròn. Nào vẽ chậm như mọi người, mình chuyển chuyển lên trời, sau đó xoay về các hướng. Mọi người vẽ chậm thôi nha, và để ý vào cái cơ cổ của mình nó đang chuyển động. Nào mình hãy vẽ 3 vòng một chiều, rồi 3 vòng một chiều bên kia. Sau khi kết thúc 3 vòng chiều phải, mình hãy xoay 3 vòng chiều trái. Đừng nhanh quá, hãy chậm thôi, chậm rãi thôi. Khi nào kết thúc, mình quay về vị trí trung tâm trở lại và mình nhẹ nhàng mở mắt ra. Nào bạn chống hai tay về trước, mình sẽ vào tư thế bốn điểm nha. Hai bàn tay bạn chống xòe các ngón tay của mình rộng ra, hai đầu gối mở rộng và cảm giác vào độ vuông góc này, tay vuông lên vai, đầu gối vuông lên mông của mình, chạm hai cái mũi chân của mình chạm vào nhau, hai cái đầu gối mở rộng bằng không. Mình sẽ lùi cái người về sau. Lùi về sau và mình ngồi vào tư thế em bé, hai tay mình duỗi căng về phía trước và lỏng xuống, trán chạm và mũi bạn chạm xuống sàn. Mình sẽ di chuyển từ tư thế em bé vào tư thế rắn hổ mang nha. Bám chặt hai bàn tay, bạn nâng cái vai lên, vươn người về phía trước và mình nằm sấp xuống sàn này, rướn về, nằm hạ ngực, hạ cằm. Nào hít vào, tay chống bên lồng ngực, siết chặt đùi, mình lật lên rắn hổ mang, ép chặt mu bàn chân phía sau, lật từng đốt một. Mình cảm thấy sự di chuyển của sống lưng của mình vươn lên. Nào hạ xuống, xuống, xuống. Nhịp thứ hai, phần thân sau này của mình nha bạn, từ mông tới ngón chân phải siết chặt vào. Hít vào. Thở ra.
cuộc sống của mình nó giống như là một cái chuỗi các đốt lật lên rất nhẹ nhàng. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hai nhịp nữa thôi, hít vào. Nào, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Và mình thở ra. Sau khi bạn chạm trán xuống sàn, đưa hai tay ra sau lưng và bạn lồng các ngón tay đan vào nhau, nắm chặt lại, bạn chĩa căng cái cánh tay mình về phía sau. Đánh lên đánh xuống một vài nhịp. Lên xuống. Và mình sẽ lật lên như hồi nãy ha, lần này lên rắn hổ mang nhưng mà không có hai cái tay hỗ trợ nữa nè. Siết chặt phần đùi, phần chân phía sau. Nào, hít vào. Tay kéo căng ra sau, mình nâng lên. Thở ra, hạ xuống. Bạn sẽ để ý thấy là cái cơ bụng của mình phải gồng lại và cái lồng ngực phải mở thịt căng thì lúc này mình mới nâng cái người lên được cao á. Nào, tiếp tục nha. Hít vào lên. Thở ra. Hít vào lên. Thở ra. Nào, hít. Thở ra. Hít. Thở ra. Một nhịp nữa thôi, hít vào. Và thở ra. Bạn gỡ hai tay và chống về bên cạnh lồng ngực của mình, nhón mũi chân. Mình đẩy lên tư thế chó úp mặt, nào nhón chân, nâng người và duỗi về phía sau. Bám tay và mình có thể lắc lư bên phải, bên trái. Lắc để cái vai mình nhẹ nhàng ra một chút. Cố gắng nhìn về phía sau và duỗi dài người. Nào, hít cái bụng duỗi vào và nhìn căng cái phần mông của mình cao lên trời. Lắc lư nhẹ nhàng, duỗi nhẹ nhàng vài nhịp. Có rất nhiều động tác trong bài này tập vào phần vai phía trên và sức mạnh của cánh tay, cho nên mình phải khởi động phần đó kỹ hơn một chút nha mọi người. Bám chặt hai bàn tay, mình vươn về tư thế tầm ván nha. Gồng bụng lại, vươn chắc, bám chắc tay, nhón mũi chân, siết vào tư thế tầm ván, nhìn về trước. Mình đẩy về tầm ván và về tư thế đao đốc, tư thế chó úp mặt vài nhịp nha. Nào, bàn tay bám duỗi ra sau, dạng đào đó. Hít vào, vươn gồng bụng về tầm ván. Thở ra, duỗi đào đó. Hít. Thở. Hít. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hai nhịp nữa nào, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi mình thở dài ra. Và mình nhón cái mũi chân, khuỵu cái đầu gối, duỗi cái người mình căng, mình đi từ từ hai chân lên đầu thảm của mình. Đi bằng cái mũi chân á, từng bước cho tới khi mà cái chân mình nằm dựa vào hai bàn tay. Nào, cúi người xuống, thả lỏng ra. Lắc bên phải bên trái vài nhịp.
và mình ngẩng mặt cuộn từng đố sầu mình đứng lên. Mình mở vai ra luôn. Lúc này mình đứng đầu thảm, giữ vươi vững chắc vào tư thế trải núi. Nào, mình cùng tập một vài vòng chào mặt trời cho cái cơ thể mình nóng lên nha. Bạn giữ mũi chân khép vào, gót chân hơi mở ra. Thẳng lưng, vươn hai tay lên trời, hít vào nhìn lên. Thở ra mình cúi rạp về trước, cúi xuống và chạm hai tay xuống sàn. Hít vào vươn lưng song song với mặt đất. Thở ra mình rạp xuống. Nào bước hoặc nhảy cả hai chân mình vào tư thế tầm ván, gồng bụng lại. Thở ra khuỷu quỳ chỏ đổ xuống sàn. Hít vào ốp đót nào, úp mu bàn chân, mở lồng ngực ngẩng mặt nhìn lên. Và thở ra đau đót, mình trả về phía sau, duỗi lưng dài ra, thở dài ra. Sau đó khuỷu nhẹ hai đầu gối, bước lên hoặc là mình nhảy lên hướng đầu thảm của mình. Nào chạm hai chân và cúi rạp xuống sàn. Hít vào lưng vươn song song với mặt đất. Thở ra mình rạp xuống sàn. Và hít vào quạt hai tay vươn lên trời nhìn theo tay. Chắp hai tay về trước ngực trở lại thở ra. Mình tiếp tục 3 lần như vậy đấy nha. Nào vươn hai tay hít vào ngẩng mặt nhìn theo tay. Thở ra cúi rạp xuống chạm hai tay xuống sàn. Hít vào lưng song song với mặt đất. Thở ra rạp xuống, bạn bước hoặc nhảy về phía sau trong tư thế tầm ván. Thở ra đổ xuống, hít vào, ốp đó ngẩng mặt, xiết đùi. Thở ra tư thế chó úp mặt, bám tay, đùi về phía sau. Khuỵu gối bám tay, bạn bước hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình. Vì mình mang cái micro nên mình sẽ đi nha, bước nha. Hít vào lưng song song với mặt đất. Thở ra mình rạp xuống. Và quạt hai tay vươn lên hít vào. Nhìn theo tay rướn lên. Chắp hai tay về trước ngực thở ra. Tiếp tục hít vào. Mở cẳng tay vươn tay ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra cúi xuống chạm hai tay xuống sàn. Hít vào vươn nửa được. Thở ra mình rạp xuống bước hoặc nhảy về tư thế tấm ván gồng người. Thở đổ xuống sàn. Ốp đót xiết đùi ngẩng mặt và nhìn lên, lùi và trả về phía sau tư thế đau đó, thở dài, bám hai tay, khuỵu gối bước hoặc là nhảy lên đầu thảm trở lại, cúi rạp thở dài ra, lưng song song với mặt đất, lưng rạp xuống sàn, hai tay vươn lên trời hít vào, nhìn theo tay rướn lên. Tay chắp về trước ngực, thở ra. Vòng nữa thôi, hít vào. Mở cánh tay, vươn tay nhìn lên. Thở ra, cúi ra. Hít vào, vươn lên nửa đường. Thở ra, mình rạp xuống. Nào bước hoặc nhảy về tư thế tấm ván gồng người. Chaturanga. Ốp đót nào, xiết đùi nhìn lên. Đào đót, lùi về sau. Trả về sau và giãn ra. Khuỵu gối bám tay. Bước hoặc là nhảy lên phía đầu thảm của mình. Hít vào vươn lưng nửa được. Thở ra mình rạp xuống. Sau đó vươn hai tay lên trời hít vào. Cánh tay mở vươn lên mắt nhìn theo tay. Chắp hai tay về trước ngực và thở ra. Tiếp tục nha, hít vào. Hai tay vươn lên ngẩng mặt nhìn theo tay. Thở ra mở ngang, cúi rạp xuống chạm hai tay. Hít vào, lưng vươn song song với mặt đất, mình nhìn về trước. Thở ra cúi xuống, lần này mình rút chân bên phải của mình chống về sau, chống chặt mũi chân, nhọn ngón tay nhìn về trước. Nào duỗi dọc hai tay, hít vào, mở ra sau, lồng ngực mở ra. Sau đó mình nắm lấy cái cùi chỏ tay, tay phải nắm cùi chỏ tay trái nắm cùi chỏ tay phải, sau đó bẩy về phía sau nè. Thì sau cái đầu của mình luôn. Nào ngẩng mặt nhìn lên. Lúc này lưng trên mở, lưng dưới hơi xiết một chút nha. Cố gắng rướn cái người để không đau lưng dưới. Nào nhìn lên. Một. Hít sâu. Hai. Hít. Thở. Ba. Hít dài. Thở ra. Bốn. Hít dài. Xiết bụng vào. Thở ra.
Một nhịp nữa hít vào, ngửa về phía sau một chút, sau đó mình duỗi hai tay của mình căng lên, vặn về phía bên trái của mình nào. Đưa cái cùi chỏ tay phải qua cái đầu gối trái, bẩy vào cái đầu gối, xoắn người. Hai tay chắp vào, ngón cái chỉ vào bên trong, ngón tay chắp chắc. Và mình xoắn ra nào, thẳng đùi phía sau, tập trung cảm giác vào độ xoắn của lưng. Nào nhìn chéo qua bên trái, hít thở, nào, giữ chắc vào sự thăng bằng của mình nha. Một nhịp nữa thôi, xoắn nhiều về sau, nhìn hết về sau. Sau đó xoay về trước, duỗi tay, vươn lên trời trở lại lần nữa nào, hít vào. Mở vai, mở lưng, mở ngực, cúi rạp về phía trước, mình chạm hai bàn tay, bám tay, mình rút chân trái, chỉ lên trời, đá cao lên trời, duỗi về sau, duỗi dài, vươn về trước, tư thế tầm ván bằng 3 điểm. Lúc này chân hạ thẳng hàng với hông, nhìn về trước, cúi đầu xuống sàn, hít vào, lật từ dưới đất ốp đót, ngẩng mặt nhìn lên trời, trả lại lưng, mình lùi về phía sau, tư thế đào đót nào, duỗi ra thẳng lưng và thở dài, khuỵu nhẹ hai đầu gối của mình nào, bước hoặc nhảy lên đầu thảm của mình trở lại, cúi ra thở ra, hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra xuống sàn và vươn hai tay lên trời, hít vào, cẳng tay mở rướn lên nhìn theo tay, chắp hai tay về trước ngực của mình, thở dài ra. Một vòng như vậy nữa cho chân bên trái của mình nha. Nào nhớ là xuất phát chỗ nào mình quay lại chỗ đó, về lại đầu thảm của mình. Hít vào, quạt hai tay vươn lên, ngẩng mặt nhìn theo tay, rướn cao người. Thở ra mở tay, mình đổ người về trước, chạm hai bàn tay chồng xuống sàn. Hít vào, lưng song song với mặt đất. Thở ra mình cúi xuống chạm tay. Lần này mình rút chân trái, thẳng chân chống về phía sau, giòn ngón tay ngẩng mặt nhìn về phía trước. Mình duỗi tay, nào hít vào lật lên, lên mở lồng ngực ra, nhìn thẳng lên. Sau đó mình lại nắm nha, tay trái nắm cùi chỏ tay phải, tay phải nắm cùi chỏ tay trái. Rồi mình mở về phía sau này, mở nhiều ra và xít cái đùi phía sau, ưỡn ngực mình nhìn lên trời. Nào giữ lại, hãy hít thở dài, để ý vào cảm giác cơ đùi của mình có đang bị bẩy, cái đùi bên phải của mình nó đang bị bẩy vào bên trong hay không, bàn chân phải của mình đạp chắc được xuống sàn hay không, thắt lưng của mình đang rướn để kéo cho các đốt sống dài ra, mở ra phía sau hay đang bị gắt lại. Nào hai nhịp nữa thôi, hít dài vào, mình thở ra. Một nhịp cuối cùng, mình hít thật sâu vào, rồi mình mở cánh tay căng lên. Nào hãy vặn người về bên phải của mình, đưa cái tay trái bẩy qua bên cái đầu gối bên phải, sau đó xoắn lưng, chống tay phải lên trên bàn tay trái, xoay khuôn mặt và mình xoắn hết về bên phải của mình. Nào thẳng đùi phía sau, nhìn chất về phía sau, giữ lại đây. Nào thăng bằng lên chân, xoay khuôn mặt nhìn ra sau, dùng hơi thở để giữ được sự thăng bằng. Một nhịp nữa nha, hít vào thật dài vào, rồi mình thở thật dài ra, quay về phía trước, mình duỗi cánh tay nào, vươn lên trời lần nữa, ngửa nhiều về phía sau, hít vào, mở vai, mở lồng ngực và thở ra, cúi rạp xuống, chạm hai bàn tay, rút chân bên phải của mình đưa ra sau, đá lên trời, duỗi căng về sau, rạp lưng. Nào mình vươn về trước, tư thế tầm ván, hạ cái phần chân xuống nè, vuông và thẳng hàng với toàn bộ người, khuỵu cùi chỏ đổ xuống sàn, uốn lưng lên, úp mu bàn chân, ốp đót xiết đùi và đào đót, mình duỗi trả về phía sau và thở dài ra. Bám hai bàn tay, khuỵu đầu gối, hãy bước lên hoặc là nhảy lên phía đầu thảm của mình trở lại, cùi rạp xuống sàn, thở dài. Nào lưng vươn song song với mặt đất, thở ra rạp xuống sàn. Nào cả hai tay quạt vươn lên trời, cánh tay mở nhìn theo tay, hít vào, vươn rướn người lên, chắp hai tay về trước lồng ngực, thở dài. Nào mình giữ đây vài hơi,
Cảm giác là mình bắt đầu nóng lên, hơi thở của mình bắt đầu gấp gáp hơn một chút. Lắng nghe, liên kết hơi thở vào cái cảm giác của cơ thể mình. Hít thở dài và cảm giác sự thoải mái. Mỗi khi mà mình hít sâu, cơ thể mình được bơm năng lượng vào. Rồi, mở mắt ra, mình tiếp tục nha. Quạt hai tay, nhìn theo tay vươn lên trời, hít vào rướn cao lên. Thở ra, vươn vai và cúi rạp về trước, hai tay chạm sàn. Hít vào, lưng vươn song song với mặt đất. Thở ra, mình rạp xuống. Lần này chân phải của mình bước về sau, nào chống mũi chân phải chắc xuống dưới sàn, nhón ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước. Sau đó mình dang ngang hai cánh tay của mình, lồng ngực mở vai ngang ra. Mình đan cái cùi chỏ tay bên phải xuống dưới cái cùi chỏ tay trái này, đan vào cánh của con đại bàng á, khóa lại. Và mình duỗi nó về phía trước. Giữ lại đây, đùi chân sau chắc, chân đầu gối sau đừng rớt xuống ha, cố gắng nhấc lên đây. Nào, nhìn chéo về trước, hai cánh tay khóa vào. Cái này sẽ khó hơn một chút này ha, nếu mà bạn thấy đau quá rồi bạn cứ hạ gối sau xuống cũng được, nếu được bạn cứ giữ chặt nha. Mình sẽ cúi về trước này, lắp cái đầu gối trái qua một chút để cái cánh tay cúi xuống chạm xuống sàn. Nào, từ dưới đất mình lật lên nha, hít vào, nâng lên, lên vươn lên trời, vuốt góc lên, chỉ lên chỉ cái cùi chỏ, nhìn theo cùi chỏ tay, đừng kéo cùi cánh tay vào mặt, chỉ nó lên trời nha. Thở ra, mình cúi về trước cho tới khi mình chạm được cái mũi tay xuống sàn. Nhịp thứ hai, hít vào lên. Cơ đùi bên trái của mình đang hoạt động rất là căng. Thở ra xuống. Ăn Tết xong mà run rẩy luôn đó mọi người. Nhịp thứ ba, tiếp tục hít vào lên. Nào, cánh tay chắc, vươn lên. Và thở ra, mình cúi về phía trước, gỡ tay và chạm xuống sàn. Nào, trả cái chân bên trái thư giãn một chút này, chỉ nó lên trời, rút về sau, duỗi lên trời, giữ ở đây một chút, giãn ra, hít dài, thở ra, một nhịp nữa, hít vào dài. Mình vươn về trước, người vai thẳng băng, cúi và đổ rạp xuống sàn. Hít vào, rắn hổ mang, xiết đùi, lật ngực vươn lên, trả về phía sau, thì thế chó úp mặt. Nào, dạng về sau, nếu cái đùi mình mỏi, mình hãy nhịp hai cái đầu gối, mình gọi cái động tác này là nhịp nhịp như đi chợ á, hai gối nhịp, rồi thẳng ra, duỗi về sau, bám chắc bàn tay, khuỵu gối. Nào, bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình trở lại, cúi ra, người xuống, thở ra, rướn lưng song song với mặt đất, lưng rạp xuống sàn, hai tay quạt vươn lên trời, hít vào, rướn người, vươn mắt nhìn theo tay, chắp tay về trước lồng ngực, thở dài ra, ổn định lại hơi thở của mình. Mình sẽ tập cho chân bên trái nha, đứng lên phía đầu thảm trở lại, mũi chân khép, gót chân của mình hơi mở nhẹ ra. Nào, hít vào, hai tay vươn lên, rướn mắt nhìn theo tay, thở ra úp về phía trước, chạm tay xuống sàn. Hít vào, lưng vươn song song với mặt đất, nhìn về trước. Nào, thở ra, mình rạp xuống, rút chân bên trái của mình về sau. Nào, duỗi thẳng, chống mũi chân trái xuống sàn, khuỵu gối, chống đầu ngón tay và trụ chắc lực ở đây trước. Hít vào dài, thở ra. Nào, một nhịp nữa nha, hít vào thật dài. Rồi, mình thở ra. Từ vị trí này, mình dang ngang hay cánh tay của mình rộng ra, vai rộng ra. Rồi đổi cái tay ngược lại nè, tay trái của mình nằm dưới, cánh tay phải nằm trên và đan lại, đan chắc vào. Cúi người về trước một chút xíu cho tới khi mà mình chạm được cái mũi tay của mình chống xuống sàn. Từ dưới đất mình uốn lên nha. Nào, lật lên, hít lên, lên, cao lên, mở ra sau, mở ra sau, chắc cái đùi lại, lồng ngực vai mở ra. Thở ra, mình cúi về trước, chậm,
chậm chậm chạm tay. Nhịp nữa nha mọi người, hít vào lên. Lên, lên, nào mở căng, xiết bụng và đùi rốn, ngực mở ra. Thở ra cúi xuống. Cúi xuống thực ra là bả vai mở ra chứ không phải là lồng ngực đâu. Nào nhịp cuối cùng. Đùi chắc, chân chắc, hít vào vươn lên, cùi chỏ kéo cao lên, mình ngửa, ngửa về sau, ngửa về sau. Sau đó mình cúi từ từ về phía trước. Nào gỡ hai bàn tay chạm xuống, rút bàn chân phải duỗi lên trời, duỗi về phía sau, bám chắc tay chỉ mũi chân, giữ cái chân cao như vậy một chút để cái cơ đùi mình đỡ mỏi một vài nhịp nha. Nào vươn về trước như thế tầm ván, người thẳng thành một đường, cúi rạp độ dài xuống sàn, uốn từ dưới đất này úp mu bàn chân, ốp đót nhìn lên trời. Trả lại về phía sau, tư thế đào đót, mình duỗi người mình thở ra. Khuỵu hai đầu gối, bám chắc bàn tay, mình lại bước lên hoặc là nhảy lên phía đầu thảm của mình trở lại. Nào rạp xuống sàn, lưng vươn song song với mặt đất, lưng rạp xuống, thở dài ra. Hai tay quạt vươn lên trời, mở cẳng tay hít vào, lên, lên, lên và nhìn lên. Tay chắp về trước lồng ngực, nào thở dài ra. Nào nghỉ một chút, nhắm mắt hít dài, thở ra dài. Nếu bạn thấy đuối quá rồi thì mình nghỉ ở đây cũng được nha, mà mình kéo xuống cuối cái video á, cái phần cuối cùng, chừng 10 phút cuối cùng để trả lại lưng. Còn nếu bạn vẫn còn đủ sức thì mình tiếp tục phần tiếp theo nha. Nào, hai chân bạn khép, gót chân hơi mở ra. Lần này hãy cố gắng mở cái lưng về phía sau, uốn cong cái phần, mở cái phần lưng trên một chút nha. Hai tay dọc theo người, mình duỗi về trước, hít vào, mở cái ngực, mở vai, xiết đùi lại. Nào thở ra, cúi về phía trước, rạp xuống sàn, hai tay chống xuống bên chân. Hít vào, bạn vươn lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp xuống sàn. Nào rút chân bên phải của mình về sau, chống mũi chân phải chắc xuống sàn. Nhón ngón tay, mình vươn vai, nhìn thẳng về phía trước. Sau đó mình duỗi tay theo mang tay và rướn dài cái người mình ra. Trổ lại đùi trước, đùi sau chắc. Và mình hạ gối sau của mình xuống sàn. Mở ngực ra sau, ngẩng mặt nhìn lên trời. Giữ tay trái trên trời, mình hạ tay phải từ từ xuống. Cho tới khi mà tay phải mình nắm được lấy cái gót chân của mình. Mình ép cái người về trước một chút xíu. Ép cái phần hông về trước và xoay hẳn cái vai. Nào, nhìn lên trời. Hít thở dài. Hít thở dài. 2 3 4 5 Để về được thế cũ ha, mình hạ tay trái xuống gối, nâng cái người lên và quạt hai tay lên trời lần nữa, hít vào, vươn lên, lồng ngực mở ra. Thở ra mình cúi về trước, nâng gót chân sau chạm tay. Rút chân trước về, tư thế tầm ván, nào vuông góc vào bốn để siết chặt bụng lại. Thở ra đổ xuống sàn. Lật ngược lên, úp mu bàn chân, mở vai, xiết đùi. Và trả lại về sau, tư thế chó úp mặt. Hai bàn tay mình bám, nào đá chân bên phải của mình lên trời. Mình duỗi chân phải về phía sau. Sau đó bước lên giữa hai bàn tay. Phía trước vuông góc, mình nhọn ngón tay, nào vươn người và giãn lưng ra. Từ đây mình siết chặt đùi nha, quạt hai tay theo mang tay. Mình duỗi về trước, duỗi dài cái cẳng tay ra. Cành tay vươn ra, mũi tay chỉ dài ra. Sau đó mình hạ đầu gối sau chạm sàn, quạt hai tay, mở ngực vươn ra sau, nhìn lên trời. Từ từ mình đáp tay trái xuống, chậm cho tới khi tay trái chạm được lấy cái gót chân. Mình đừng lùi người về sau ha, hãy đợi về phía trước và xoay hẳn cái lồng ngực. Nào nhìn lên trời, vươn tay bên phải theo mang tay, nhìn lên. Hít thở dài vài nhịp. Một nhịp cuối cùng, nào hít sâu vào. Để về thấy này, mình đặt tay phải lên gối, nâng người về phía trước, quạt hai tay, vươn người ngửa về phía sau. Chạm hai bàn tay của mình chống xuống sàn, bám chắc hai tay, nâng gối, rút về tư thế tầm ván, nào gồng chặt bụng. Hạ ngực đổ xuống sàn, uốn lưng mình lên. Lật ngực, xiết đùi, mình nhìn lên.
và mình trả về lại tư thế chỗ úp mặt, bàn tay duỗi về phía sau. Từ đây mình vươn về tư thế tầm ván nha, như hồi nãy này, vươn chặt lại vuông góc, nhón mũi chân giữ chặt nhìn về phía trước, hai gót chân của mình nghiêng về trái, nâng lên nghiêng về bên phải, nhớ là nghiêng cả hai cái gót chân chạm nha, rồi nâng lên. Nào mình bắt đầu nghiêng hai gót chân về trái, vươn tay phải lên kéo theo mang tay của mình, nào nâng cái mông cao này mình duỗi ra. Lúc này mình có thể nâng nhẹ cái bàn chân bên phải của mình chỉ lên trời, nâng lên hạ xuống, duỗi thẳng chân ra nha, nâng lên hạ xuống, tiếp tục nâng lên trụ chắc vai trái, hạ xuống, hít vào nâng lên, hạ xuống, cố lên. Nhịp cuối cùng này mình nâng lên, sau đó khuỷu gối mình đáp về bên phải luôn này, xoay cái mũi chân trong thảm, ưỡn ngực và mở vai của mình về phía sau, nhìn theo cẳng tay phải của mình, rồi quay ngược về, mình quay về lại tư thế tầm ván, gồng chặt lại. Nào đổi bên kia nha mọi người, giữ chắc và thẳng băng cái lưng mình ra trước, gót chân nghiêng về bên phải của mình, bàn tay phải giữ chắc, vươn tay trái lên, sau đó mình duỗi cái tay trái theo mang tay của mình, duỗi căng lên. Và nào lắng nghe vào sự thăng bằng này, tập trung cái cảm giác vào vai bên phải của mình, nhấc chân bên trái lên, hạ xuống, tiếp tục, hạ xuống, tiếp tục, hạ xuống, cố lên, hít sâu, hạ xuống, cố lên, hít sâu, hạ xuống, một nhịp nữa thôi nào, cố lên, hít sâu, rồi hạ xuống, rất tốt. Nào từ từ lần cuối cùng này, mình nhấc lên khuỷu gối nha, mình đáp nó về phía sau, xoay cái chân trong thảm về cuối và mở cái lồng ngực mình về phía sau. Nào giữ lại một chút xíu, rồi mình úp ngược trở lại về lại tư thế tầm ván và giữ người thẳng băng, hạ hai đầu gối xuống sàn. Mình sẽ tập cách hít đất mà cái cách dễ nhất ha, chỉ cái mũi chân phía sau lên trời. Lúc này mình không có cần phải vuông hoàn toàn đâu ha, tại vì cái cẳng tay mình có thể là nó nặng mỏi lắm rồi. Mình mở hai cái đầu gối rộng, mũi chân sau chỉ lên nè, làm chắc tay, đẩy cái mông về sau một chút. Cách này là cách mà mình dạy cho mấy bạn ở lớp mình cho đỡ cái áp lực tay lên á, tại vì không phải là nhiều bạn nữ, có thể là ít bạn nữ có thể hít đất được cái kiểu mà thẳng băng rồi hạ như vậy làm ha. Rồi giữ cái này nè, mũi chân chỉ lên, rướn về, đẩy về sau nè, vươn về trước, vuông góc tay, hạ lê một nhịp, rồi đẩy ra sau, hai, hủy lên hai nhịp, tiếp tục nha mọi người. Nào ba, xuống lên đẩy về sau, nhấc cái chân sau lên khỏi sàn á, lên về trước, xuống lên đẩy về sau, tiếp tục nha, vươn về trước, xuống lên đẩy về sau, hai nhịp nữa nha, vươn về trước, xuống lên đẩy về sau. Nào nhịp cuối cùng, vươn về trước, xuống lên và đẩy về tư thế em bé. Nào buông ra, buông ra và lỏng tràn ra, nêm cẳng tay ra, nếu cái cổ tay bạn đau quá bạn để ngửa nó ra, co duỗi một chút. Một nhịp nữa thôi, nào hít vào dài, rồi thở ra và ngẩng mặt lên. Mình bò cái đầu gối mình lên khoảng giữa cái tấm thảm của mình, hai đầu gối mở rộng bằng hông, mình sẽ vào tư thế con lạc đà. Mọi người có thể là nhón mũi chân hoặc là úp cái mu bàn chân xuống, tùy vào cái khả năng mà mình mở lưng nha. Nào tay chống lên hông, đẩy cái mông về trước này, xít hai cái mông, hai cái cục mông này của mình xít chặt lại, mở cái lồng ngực ra. Nào đáp từng tay xuống, đáp tay phải chạm gót chân, tay trái chạm gót chân, mình đừng lùi về sau ha. Nào mình đợi về phía trước, nếu được mình thả lỏng cái đầu nhìn về sau, cố gắng đẩy về phía trước, lồng ngực mở ra, vai mở ra. Hai nhịp thở nữa thôi. Nào chống tay lên thắt lưng và mình nâng người mình lên, chậm rãi nha, chậm, cho tới khi mình ngồi hoàn toàn mông chạm xuống sàn. Nào mình trẻ trẻ lại lưng, duỗi hai cái chân mình
thẳng về phía trước. Hai cái gót chân khép lại, cái mũi chân có thể chạm vào nhau luôn nè. Duỗi hai tay vươn lên trời, hít vào nhìn theo tay, cúi về phía trước, dài lưng ra, dài dài ra, dài ra nữa cho tới khi mình bắt được lấy cái bàn chân của mình. Nếu không bắt được thì bắt cổ chân hoặc dùng cái dây á, mình kéo nó qua chân, cúi xuống từ từ. Cảm giác cái thắt lưng mình được giãn rất là đã này, được trả lại. Cúi xuống chậm, thở ra xuống một chút, thở ra xuống một chút, cho tới khi mình hoàn toàn xuống, mình có thể nắm cái cổ tay bên kia luôn và đổ hoàn toàn xuống sàn, xuống cái chân dưới sàn của mình. Nào nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, mình duỗi hai tay và mình vươn lên trời lại, lưng thẳng lên lại. Sau đó mình chống tay vào phía sau mông, cái mũi tay của mình xoay về mông, bàn tay xòe bám xuống, mũi chân mình duỗi ra nào, nhấc mông lên, rồi căng vai nhìn lên và hạ xuống sàn. Chắp hai bàn chân lại, mình cúi về trước một lần nữa nha mọi người. Bàn chân chập lại, hai cái tay đan và khóa cái chân. Hủi từ từ, hủi từ từ, cho tới khi mà mình có thể rót được cái khuôn mặt xuống cái chân của mình, hoặc là cái trán mình chạm xuống sàn luôn. Nếu không được cũng không sao, cứ duỗi về phía trước như vậy nè mọi người. Thở ra xuống, thở ra xuống nhẹ nhàng. Sau đó mình nâng lên và duỗi thẳng chân, mình nằm xuống sàn, nằm ngửa cái người mình xuống nào, thắt lưng hạ xuống, hai cánh tay mở ra, bắt đầu ôm hai gối vào lồng ngực của mình, hai tay ôm lấy đầu gối, mình lắc bên phải trái vài nhịp. Sau đó mình duỗi thẳng tay thẳng chân ra nha, tay chân căng dài đó, rồi buông xuống. Nào lặp lại một lần nữa mọi người, kéo căng tay căng chân ra, duỗi dài tay chân, rồi buông xuống. Mình sẽ vặn lưng một chút nào, mình khép hai chân lại và dang ngang tay, đá chân phải lên trời, khuỵu đầu gối, mình dùng tay trái bắt lấy gối vặn qua bên trái nào, rồi xoay khuôn mặt về phía bên phải của mình. Và nâng lên, mình sẽ đổi qua bên kia. Khép hai bàn chân, dang hai tay, đá cái chân trái lên, rồi mình khuỵu gối trái, dùng tay phải kéo và vặn qua. Rồi mình quay về dựa trở lại. Lần này mình dụ hai cái chân lên, bắt lấy hai cái ngón cái, lắc lư về hai bên, lắc qua lắc lại lưng nhẹ nhàng. Và mình khép hai cái chân lại luôn nè, duỗi thẳng căng cái chân lên. Lúc này toàn bộ cái lưng của mình được ép chặt xuống dưới sàn. Nào giữ đây vài nhịp, giữ cho cái phần lưng dưới ép chặt xuống.
Sau đó mình gỡ ra, dụ dụ tay chân và mình rớt nó xuống sàn, rớt lỏng hai cái chân, lắc lắc tay và rớt lỏng xuống luôn. Nào mình để mềm tay, chân, đùi, vai, tìm vị trí mà cơ thể mình thoải mái nhất. Nào buông xuống và thả lỏng ra. Hãy nhắm mắt lại, mình để ý vào nhịp hít vào, rồi mình để ý nhịp thở ra. Thả lỏng phần thân dưới của mình, thả lỏng thắt lưng, thả lỏng phần thân trên, rồi thả lỏng bả vai, cánh tay, ngón tay. Thả lỏng các nốt sống cổ của mình ra, tìm cái vị trí mà cổ mình thoải mái. Rồi mình thả lỏng khuôn mặt ra luôn. Toàn thân buông xuống. Hãy giữ trong cái tư thế thả lỏng này một vài phút trước khi mà mình kết thúc nha. Đừng vội ngồi liền, ngồi dậy liền. Hãy ngửi một chút, hãy để cho cơ bắp mình được thư giãn, cơ thể mình được thả lỏng và tâm trí mình bình yên lại sau cái buổi tập. Nhàng hít vào một hơi dài, rồi mình thở dài. Nào cử động các ngón tay, ngón chân trở lại, đánh thức cơ thể trở lại. Vươn hai tay qua quả đầu, khép hai chân vào, duỗi căng tay chân của mình ra, khuỵu cái đầu gối và mình vặn người nằm nghiêng về một bên. Và mình chống tay ngồi lên. Tay mình đặt lên gối, mở vai ra. Nào. Hít một hơi dài. Và mình thở dài, mở mắt ra luôn. Namaste. Cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong cái bài tập vừa rồi. Thì có thể là ngày mai lúc thức dậy mọi người sẽ cảm giác là vai mỏi, phần lưng dưới hơi mỏi, đùi có thể cũng mỏi nữa, thì mỏi cơ là việc bình thường ha, một vài ngày nó sẽ hết. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp mọi người trong cái video của tuần sau. Bye bye mọi người nha.